Clip này em Tuấn sẽ test đôi loa University cổ cho bác nhé. Đôi loa này đến từ Mỹ, bass 30, chiều cao 60, chiều ngang 40 và chiều sâu 30. Đôi cổ này. Loa cổ, con này đã có clip khui hàng. Em cùng các bác nghe, nghe nhạc thôi, lâu lâu nghe nhạc tí. Đôi University này bác nào có lấy thì liên hệ với em, 13 triệu 9. Đấy, lâu lâu thì nghe chút nhạc cổ bác nhé. Anh cùng bác nghe là gì? Tôn Vũ đi. À, thì Tôn Vũ của bác nhé. Cho
dòng loa cổ cái thưa chất âm của nó lúc nào thì nó cứ mệt mềm mại, nó cứ nhẹ nhàng lê thê. Đấy. Đôi cổ University này à, 13 triệu 9. Bác nào thích thì liên hệ em Tuấn. Lâu lâu lại mở nghe tí bác. Loa cổ của Mỹ. Còn bác nào cần củ loa, lõi loa đã có clip khui hàng rồi. Khui hàng con này rồi. Đấy. Đã có clip khui cái củ loa của đôi loa University này. Nhưng chiều cao em báo bác nhé. Chiều cao 60, chiều ngang 40 và chiều sâu 30. Rồi, em mà Tuấn chào các bác.